Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 3 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đinh Chí Minh, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà HDTC về tội tham ô tài sản. Cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với ông Đinh Trường Trinh, em trai của ông Minh, 50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty HDTC về cùng tội danh trên. Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra các sai phạm xảy ra tại công ty HDTC. Cuối năm 2023, ông Trinh bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh bắt để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi ông Trinh bị bắt, công ty HDTC đã thay đổi giấy phép đăng ký thay đổi doanh nghiệp và chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển từ ông Trinh sang ông Minh. Ngoài ông Minh, ba người khác cũng bị khởi tố về tội tham mô tài sản. Thời gian qua, nhiều khách hàng nhận chuyển nhượng dự án khu đô thị An Phú, An Khánh, thành phố Thủ Đức do công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà làm chủ đầu tư đã tố cáo ông Đinh Trường Trinh và nhiều cá nhân có liên quan về việc dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cố ý không thực hiện cam kết hợp đồng chuyển nhượng, không bàn giao các nền đất đã ký với người dân để chiếm đoạt. Kết quả điều tra xác định, mặc dù khách hàng đã thanh toán hợp đồng nhận chuyển nhượng nền đất tại dự án khu đô thị An Phú, An Khánh, công ty HDTC có trách nhiệm, nghĩa vụ phải bàn giao đất nền cho khách hàng theo thỏa thuận. Nhưng ông Trinh lấy nhiều lý do để tự đơn phương chấm dứt hợp đồng và không thực hiện bàn giao các nền đất này cho người dân. Với thủ đoạn trên, ông Trinh cùng các cá nhân khác đã chiếm đoạt các nền đất trên để chuyển nhượng lại cho các cá nhân khác với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Dạng sáng nay mùng 3 tháng 7, vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh đồ chơi, xe đạp, xe điện tại đường Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến nhiều người dân khu vực hoảng loạn. Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng tiếp cận, cứu nạn, hướng dẫn thoát hiểm. Phát hiện cụ bà 92 tuổi đang mắc kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà, lực lượng cứu nạn khẩn trương tiếp cận và đưa người bị nạn xuống nơi an toàn. Sau khi ngọn lửa được khống chế, cảnh sát tiếp tục bắc thang lên các tầng ở trên cao để trinh sát, kiếm người mắc kẹt. Có 4 người được giải cứu, hướng dẫn thoát hiểm an toàn. Nơi xảy ra cháy ở khu vực tầng 1 chứa nhiều hàng hóa gây khó khăn cho công tác dập lửa. Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khu vực số 2 đã chi viện phối hợp khẩn trương dập lửa. Nhân chứng đối diện hiện trường vụ cháy cho hay, khi phát hiện hỏa hoạn, người dân đã tập trung cứu hỏa ban đầu và báo lực lượng chức năng. Rất may hỏa hoạn được khống chế kịp thời, không để cháy lan sang nhà bên cạnh. Tuy nhiên khói bên trong âm ỉ cả tiếng đồng hồ ám cháy được dập tắt hoàn toàn ngay sau đó, không có thiệt hại về người. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn cao 4 tầng, một tum, diện tích mặt sàn khoảng 150 m2, trong đó tầng 1 sử dụng làm kinh doanh đồ chơi, phụ kiện xe điện, xe đạp, tầng 2 đến tầng 4 để ở. Công trình đã thực hiện các giải pháp tạm thời về an toàn cháy nổ, mở lối thoát tại cửa sổ các tầng. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được công an quận cầu giấy điều tra và làm rõ. Chiều mùng 2 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử phúc thẩm hai vụ kiện giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Trúc, 50 tuổi, chú thành phố Từ Sơn và hai ngân hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Techcombank. Vụ án giữa bà Trúc với bị đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Techcombank được tòa xét xử trước. Tòa phúc thẩm đánh giá, bà Trúc khi cài phần mềm chứa mã độc đã gián tiếp cung cấp cho kẻ gian mật khẩu. Vì thế, bị mất 14,6 tỷ đồng trong tài khoản Techcombank là lỗi của bà. Theo đơn tố giác tội phạm của bà Trần Thị Trúc gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh, bà tố cáo người tên Tô Ngọc Dầu tự giới thiệu công tác tại cục quản lý giao thông đường bộ Đà Nẵng và người khác tên Hải tự xưng cán bộ tại cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Bà cho rằng qua các cuộc điện thoại, mình đã bị những người này lừa hơn 26,5 tỷ đồng. Trong đó, ngày 23 tháng 3 năm 2022, bà Trúc đến Techcombank chi nhánh Từ Sơn mở tài khoản, chuyển vào hơn 14,6 tỷ đồng. Bà Trúc cho rằng trong khoảng thời gian chuyển tiền vào các tài khoản, bà không nhận được bất cứ cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn nào về biến động số dư tới số điện thoại mà bà đã đăng ký khi mở tài khoản. Ngày 25 tháng 4 năm 2022, bà Trúc đến trụ sở hai ngân hàng kiểm tra số dư thì sốc vì phát hiện trong tài khoản mở tại Techcombank còn không đồng trong khi không thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền nào. Bà Trúc khởi kiện yêu cầu ngân hàng bồi thường toàn bộ số tiền 14,6 tỷ đồng vì cho rằng nhân viên ngân hàng có lỗi nghiệp vụ chuyên môn dẫn đến sự việc bà bị rút mất tiền. Tòa sơ thẩm đánh giá Techcombank có một phần lỗi tuyên buộc bồi thường cho bà Trúc 800 triệu đồng. Bà Trúc và ngân hàng Techcombank cùng kháng cáo Viện Kiểm sát cũng kháng nghị toàn bộ bản án. Trong phiên xét xử vừa diễn ra, hội đồng xét xử đánh giá dù thời điểm mở tài khoản, bà Trúc không được biết nội dung các điều kiện điều khoản được coi là hợp đồng và có giá trị ràng buộc các bên trên website của Techcombank, nhưng đã được nhân viên ngân hàng giải thích cơ bản. Do đó, bà khi đặt bút ký cần phải biết và buộc phải biết về các điều khoản này. Theo tòa phúc thẩm, bản án sơ thẩm đánh giá việc bà Trúc không biết các điều khoản này là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến mất tiền là không có căn cứ. Về quá trình sử dụng dịch vụ, Hội đồng xét xử đánh giá qua video tại ngân hàng. Bà Trúc đưa điện thoại về phía giao dịch viên một thời gian đủ để trợ giúp tải áp kích hoạt tài khoản, phương thức xác nhận giao dịch. Bà dùng mật khẩu tạm thời để đăng nhập, đổi mật khẩu thành công và rời đi. Bà có 29 phút để thực hiện giao dịch. Tòa do đó đánh giá lời khai của bà Trúc không được đọc lại hợp đồng, không được cài đặt và kích hoạt ứng dụng vào điện thoại là không phù hợp. Tòa phúc thẩm đánh giá. Theo đơn tố cáo của bà Trúc về hai đối tượng lừa đảo, có thể thấy lỗi của bà Trúc khi cài đặt các phần mềm độc hại mà họ yêu cầu, gián tiếp cung cấp cho chúng tên đăng nhập, mật khẩu, OTP để giao dịch Techcombank Mobile. Việc bị kẻ gian lấy hết tiền hoàn toàn do lỗi của bà. Tòa tuyên bác kháng cáo của bà Trúc, chấp nhận kháng cáo của Techcombank và kháng nghị của Viện Kiểm sát. Điều này đồng nghĩa Techcombank không phải bồi thường bất cứ số tiền nào trong 14,6 tỷ đồng khách hàng bị mất do được tòa xác định không có lỗi. Ngay sau tuyên án, vào cuối giờ chiều ngày 2 tháng 7, hội đồng xét xử chuyển sang xét xử vụ kiện thứ hai với bị đơn là Việt Công Anh. Trong quá trình xét hỏi, trước nhiều câu hỏi dồn dập, bà Trúc không thể tiếp tục phiên tòa, được con gái dìu ra ngoài. Luật sư của bà Trúc đề nghị dừng xét xử và tiếp tục vào sáng hôm sau do việc tham dự liên tiếp hai vụ kiện suốt 6 giờ qua khiến thân chủ căng thẳng, mệt mỏi phiên tòa đã kéo dài quá muộn. Đại diện Viện Kiểm sát và Luật sư của Việt Công Banh cùng kiến nghị. Ngày mùng 2 tháng 7, tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua tờ trình nghị quyết đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2024. Tỷ lệ đại biểu tán thành thông qua nghị quyết này là 91,4%. Trong số 22 tuyến đường, phố mới được đề xuất đặt tên, Ban phát chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thành phố giải trình thêm cơ sở đặt tên cho đường Trinh Tiết có chiều dài 540m ở huyện Mỹ Đức và phố Quán Tình dài 500m ở quận Long Biên. Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao ông Đỗ Đình Hồng, đường Trinh Tiết được đặt theo tên làng cổ ở huyện Mỹ Đức. Tên này tương truyền do vua Lý Thái Tông đặt cho làng, địa phương cũng có đình đền Trinh Tiết được xếp hạng cấp thành phố. Còn tên Quán Tình có từ cuối thời Lê Trung Hưng là xã thuộc Tổng Đặng Xá huyện Gia Lâm, Phủ Thuận An, Trấn Kinh Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh, trên địa bàn Giang Biên, quận Long Biên hiện có chùa Quán Tình. Trình bày báo cáo thẩm tra nghị quyết, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Duy Hoàng Dương đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục nghiên cứu, ra soát, tham mưu ban hành mới quy chế đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài đường, phố và công trình công cộng phù hợp với tình hình thực tiễn. Việc đặt tên cần theo xu hướng hiện đại như theo ký tự, số, nhất là tại khu vực đô thị mới phát triển. Ông Dương cho biết, việc này đã được ban yêu cầu từ năm 2021 nhưng thành phố chưa thực hiện. Việc ra soát, đổi mới quy chế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho quận, huyện, thị xã cũng như ủy ban nhân dân thành phố trong việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài các tuyến đường, phố mới và công trình công cộng đáp ứng nguyện vọng cử tri và người dân địa phương. Một vụ dẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ vừa xảy ra vào hôm mùng 2 tháng 7 tại buổi thuyết giảng của một giáo sĩ ở Hathras thuộc phân khu Aliga, bang Uttar Pradesh, cách New Delhi khoảng 140 km về phía đông nam. Giới chức địa phương cho biết một cơn bão bụi khiến các tín đồ hoảng loạn khi họ rời khỏi khu vực. Nhiều người bị đè hoặc dẫm lên, một số ngã xuống cống ven đường trong cảnh hỗn loạn. Báo Indian Express tối mùng 2 tháng 7 đưa tin có ít nhất 50 người thiệt mạng. Tuy nhiên sau đó, theo thông tin cập nhật từ các quan chức thuộc bang Uttar xác nhận với hãng thông tấn AFP, số người thiệt mạng trong vụ dẫm đạp đã lên đến 97 người. Mới nhất, hãng tin Reuters dẫn cập nhật từ một quan chức cho biết số người thiệt mạng trong sự cố dẫm đạp hiện nay đã lên đến 116 người. Theo Giám đốc Y tế bang Uttar Pradesh, Umesh Kumar, Chipathi, hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ. Một người bị thương cho biết, không có lối thoát, mọi người ngã đè lên nhau và vụ dẫm đạp xảy ra. Tôi cố gắng rời nơi đó. Xong những chiếc xe máy đỗ bên ngoài cản lối ra. Nhiều người ngất xỉu, nhiều người không còn sống. Bà Sakuntala, một phụ nữ có mặt tại hiện trường, kể với hãng thông tấn Press Church of India. Khi bài giảng kết thúc, mọi người túa ra ngoài, mọi người rơi xuống mương thoát nước bên đường, họ bắt đầu ngã chồng lên nhau và bị đè tới thiệt mạng. Các báo cáo ban đầu cho biết, ban tổ chức được phép tiếp đón khoảng 5.000 người, nhưng có hơn 15.000 người đến tham dự sự kiện. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và cho biết chính phủ liên bang đang phối hợp với chính quyền các bang để đảm bảo những người bị thương được trợ giúp. Ở Ấn Độ, những vụ dẫm đạp trong các cuộc hành hương tôn giáo thường xuyên xảy ra do việc các biện pháp an toàn công cộng được thực thi kém. Năm 2013, một vụ dẫm đạp xảy ra trên cây cầu gần đền thờ Mathia Pradesh khiến 115 người thiệt mạng. Tai họa bắt nguồn từ việc xuất hiện tin đồn công trình sắp sập. Trong khi khoảng 400.000 người đang có mặt tại khu vực đó. 3 năm sau, 112 người thiệt mạng vì vụ nổ trong màn trình diễn pháo hoa, đánh dấu năm mới theo lịch của đạo Hindu. Vụ nổ phá hủy nhiều công trình và gây ra hỏa hoạn tại khu đền thờ ở bang Kerala, nơi hàng nghìn người tụ tập. Trong những năm gần đây, chính quyền đã tăng cường giám sát các cuộc tụ tập tôn giáo lớn bằng cách triển khai thêm cảnh sát và sử dụng máy bay không người lái.